Một loại ma giúp gia chủ giữ của trong nhà mà nhiều anh em dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Tày người Nùng không còn xa lạ gì nữa, được gọi là ma só hay ma gà. Ma só được chủ nhà chủ động nuôi, cúng bái nhằm mục đích trông nhà, trông của. Ngoài bàn thờ tổ tiên, trong nhà còn có một ban thờ cho ma gà được đặt tại vị trí kín đáo như góc nhà, góc bếp. Cứ một tháng một lần, chủ nhà sẽ cho ma ăn vào ngày đã ấn định từ trước. Người ta nói gà là thức ăn ưa thích nhất của ma só, nhất là gà sống. Có lẽ đó là lý do vì sao bên cạnh cái tên ma só, nhiều người hay gọi chúng là ma gà. Về hình hài của ma só thì đến nay vẫn không cụ thể, thậm chí cả những người thầy có tiếng về tài chứa ma cũng không rõ về hình dáng của chúng ra sao. Người thì nói nó chỉ là một chiếc lông gà, người thì bảo nó là một cái mõ, một cành cây. Nhưng dù dưới hình dạng nào thì câu chuyện phía sau về nó sẽ khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ. Khi chưa được sự cho phép của chủ nhà, chỉ cần bạn bước vào nhà nuôi ma só với ý đồ không tốt, hậu quả bạn gánh chịu sẽ khó lường trước được. Dù chỉ ăn một miếng cơm nguội, bạn ăn miếng nào nó sẽ đếm miếng đấy, bạn lấy thứ gì nó sẽ đếm thứ đó. Có khi là tiếng đếm rõ ràng 1, 2 như của người nói, có khi chỉ là tiếng tập tập đâu đó quanh nhà mà bạn không tìm được nó phát ra từ đâu. Rồi bạn sẽ cứ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà mà không tìm được lối ra, cho đến khi chủ nhà về. Câu chuyện về ma só hay ma cà rồng là một thứ gì đó rất đáng sợ trong con mắt người dân vùng cao. Những câu chuyện đó được truyền miệng trong dân gian khắp các vùng Tây Bắc, còn nguồn gốc của nó có từ đâu thì đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn.